Xin chào mọi người. Hôm nay thì GFX, quỹ giải pháp No Loss System, một trong những giải pháp không thua lỗ. Và vấn đề copy trade thì tôi làm một cái video này để nói với mọi người và chia sẻ với mọi người một cái chủ đề, đó là vì sao copy trade được gọi là chết chùm. Vì sao copy trade được gọi là chết chùm. Các vấn đề về copy trade chúng ta sẽ bàn bạc với nhau và vận hành một cái quỹ gọi là GFX để chúng ta tìm hiểu. Thì cái giá trị cốt lõi của nó chính là cái mà chúng ta phải trade được thì mới copy được cho người khác. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không trade thì trước sau chúng ta cũng đốt, và đốt rất nhanh, đốt theo chùm, đốt theo ekip, đốt theo hệ thống, đúng không ạ? GFX thì chúng ta đã biết GFX là tạo ra và quản lý cũng như là các cái mô hình của copy trade. GFX có hai cái mảng copy trade và GFX có cái mảng no loss. Hai cái mảng này thì cũng đã được khẳng định được cái thương hiệu cũng như là cái cách để làm. Và trong cái quá khứ thì chúng tôi đào tạo và cũng nói trước đây là chúng tôi cũng hiểu được là trong cái quá khứ là chúng tôi trở thành trader, sau đó trở thành IB, sau đó trở thành marketing, sau đó bây giờ chúng tôi trở thành quản lý quỹ, và bây giờ chúng tôi là trở thành người gọi là quản trị rủi ro của GFX. Đây là cái mà phục vụ cho GFX. Cái yếu tố này giúp cho các nhà đầu tư an tâm, bởi vì bộ phận quản trị rủi ro này không phải là một mình tôi mà có rất nhiều người kiểm soát. Thì từ đó chúng ta mới hiểu được là gì ạ? Hai cái mảng này, cái mảng no loss thì chúng ta khoan nhắc đến bởi vì nó rất là đơn giản thôi. Nó vận dụng cái hedging system. Ai không hiểu hedging system là gì thì có thể Google. Thực ra nó là một giải pháp tài khoản, chia một cái tài khoản 1.000 đô thành một cái tài khoản 300 đô và tài khoản 700 đô. Tài khoản 300 thì buy, tài khoản 700 thì sell, ví dụ như vậy. Tức là mua bán, cả mua và bán. Đó. Tức là mua bán hai đầu, buy và sell hai đầu. Thì từ đó chúng ta sẽ có được cái vấn đề là gì? Rằng co của thị trường. Do vậy là gì? Chắc chắn là gì? Một cái lỗ và một cái lãi thì đương nhiên là no loss. Đúng không? Rằng co. Và cái việc rằng co này thì chắc chắn là gì? Là không có chuyện lỗ. Và nếu có lỗ thì cũng rất là nhỏ thôi. Do vậy là gì ạ? Cái no loss này nó phát triển dựa trên cái vấn đề là no loss system dựa trên cái vấn đề đó chính là cái rằng có hai đầu. Thì ở GFX đưa ra đó là cái gói 3.5% để khách hàng an tâm. Đây là cái mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên hôm nay tôi, cái chủ đề của ngày hôm nay đó là copy trade, là vì sao được gọi là chết chùm. Thì đây là cái giá trị cốt lõi mà nếu trong trường hợp chúng ta đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được những cái lượng khách hàng cực kỳ khủng. Khách hàng khủng. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng không làm gì cả. Chỉ có theo vì lãi. Thậm chí lãi nhiều phần trăm, không ảo, không đa cấp, không phải làm gì cả. Mà chỉ theo dõi. Đó, nếu trong trường hợp cái lõi này mà tốt thì đương nhiên là gì, chúng ta chả phải làm gì. Mỗi cái copy trade thôi. Đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người. Đưa ra các cái giải pháp để sao cho chúng ta hiểu được. Thế nhưng ngược lại, nếu trong trường hợp mà sai
sai ở tài khoản master là kéo theo hệ lụy toàn bộ các cái copy nhân bản là đai theo đó. Điều gì sẽ xảy ra, đúng không ạ? Thế chính vì thế nên bắt đầu mà chúng ta bắt đầu mới thấy được cái vấn đề quản trị hệ thống nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây, quản trị đây. Nó mới phải quản trị, nó phải đưa ra các cái giải pháp này, không là đứt, đúng không ạ? Không là đứt. Thì đây là yếu tố rất quan trọng, cái quản trị, quản trị rủi ro nó phải nằm để kiểm soát cái tài khoản master. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái ví dụ như sau. Cái điều đầu tiên, chúng ta xem cái tài khoản lỗ và lãi trước, đúng không ạ? Chúng ta xem cái tài khoản này. Tổng cái lượng deposit 1.500, đúng không ạ? Chúng ta lãi 500 đô cho một tháng. Tức là với một cái tỷ lệ với một cái tỷ lệ nó rơi vào 70, nó rơi vào khoảng độ 10%, 50% là nó rơi vào khoảng độ 30%, đúng không ạ? Và chúng tôi kỳ vọng ở các yếu tố này, copy chain này, chúng tôi luôn luôn kỳ vọng có 10% cộng, đó, 10% cộng, luôn kỳ vọng ở cái vấn đề 10% cộng, và vấn đề kể cả lãi khoảng độ 50% hay là lãi 100% hay lãi 500%, thì cái yếu tố mà chúng tôi mong muốn đó chính là đảm bảo vấn đề 10%. Và nếu trong trường hợp kiểm soát được từ vấn đề 90% mà đánh một lệnh nữa mà còn 10% thì buộc phải dừng lại. Tức là lãi để bù lỗ, lãi để duy trì, lãi để có thể cắt lỗ. Tức là nguyên lý của nó là lãi để cắt lỗ. Lãi để cắt khi kiểm soát. Ví dụ đang 10% thì còn khoảng độ 5% chẳng hạn. Tránh trường hợp đang 10% thì âm ngược 10% rất là nguy hiểm. Hoặc đang lãi 90% thì buộc phải rời stop loss. Hoặc là gì ạ? Đang lãi thì chúng ta phải kéo stop loss về điểm hòa vốn. Thì đây là cái yếu tố là gồng lời. Vậy thì khi mà cái tập quản trị rủi ro đưa ra sai tài khoản master này thì lập tức là gì ạ? Và cái MQL5 chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, đúng không? Rất nhiều các cao thủ nằm ở đây, họ đưa ra các copy thẳng đứng, đúng không ạ? Đánh quá giỏi, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Với rất nhiều các cái vấn đề về robot, các vấn đề về code, các vấn đề về signal, đúng không ạ? Các tín hiệu, đúng không ạ? Đây có những người 364% rất giỏi, đúng không ạ? Thì GFX cũng đưa ra một cái giải pháp để làm sao được tồn tại được như vậy, mong rằng là gì có cái tỷ lệ râu, tức là sự tăng trưởng. Đấy, rất nhiều cao thủ nằm ở đây. Rồi các cao thủ nằm ở Zulu Chain nữa, Zulu Chain cũng có những cái nền tảng đó. Rồi Follow Me, rất nhiều các cái nền tảng cao thủ nằm ở đây, họ ẩn dật, họ làm đó, rất nhiều sự thắng thua và đưa ra các cái giải pháp trong Follow Me. Follow Me tức là theo tôi, đó, tôi đánh giỏi lắm, mọi người theo đi đấy, tức là như thế. Thế nhưng ngược lại thì chúng ta cũng phải nhìn nhận ở một cái yếu tố là trong trường hợp sai, đúng không ạ, là có thể kéo theo xuống sông xuống biển. Kéo theo xuống sông xuống biển. Chúng ta nhìn nhận ở cái dịch vụ copy của rất nhiều các cái nền tảng công nghệ, các cái danh sách chiến lược, ví dụ chúng ta nhìn thấy có những người 100% âm, đúng không ạ? Vậy thì những cái nhà đầu tư theo này là kéo xuống sông xuống biển hết, lái xuống sông xuống biển hết. Các nền tảng, đúng không ạ, đang 1971, uy tín cực cao, Max Doro rồi 34.93%, và theo dõi các tỷ lệ 16 người, rất nhiều người, và những cái thu nhập của những cái người này rất là lớn. Bởi vì sao ạ? Họ xét cái tỷ lệ hiệu suất, ông này 1.107% tỷ lệ gì ạ, theo dõi, và có tới 220 người theo dõi và theo ông ấy, đúng không ạ? Và ông ấy ta càng uy tín thì người ta càng theo nhiều,
có những người nghìn người theo dõi, đó, rất nhiều. Tỷ lệ phần trăm và cái thời gian rất là dài. Do vậy cái này nó không phải là lùa gà, hay là nó cũng không phải là lừa đảo, hay cũng không phải là cái mang tính chất là bày vẽ, hay là tô son chát phấn cho một cái hệ thống mang tính chất là ảo diệu. Mà cái này nó là thực tế. Anh thắng là anh sẽ chiến đấu, anh thắng anh sẽ được lead, đúng không ạ? Vấn đề mỗi đơn vị có những cái bộ phận quản trị riêng. Ví dụ cái anh robot này, anh sẽ có những cái bộ phận quản trị riêng, anh phải có cái đội nhân viên hoặc như nào đó anh sẽ làm riêng, hoặc một mình cá nhân anh phải có một cái đầu óc rất tốt để anh quản trị được, và anh phải take care, đúng không ạ? Còn đâu để mà tự động thì rất là khó. Để mà tự động người ta ấm vào đây, người ta theo dõi, người ta không hiểu cái anh này đang quản trị hay phát triển theo cái gì, đúng không ạ? Anh này anh được 2 năm rồi, 137 thành viên, là cái thu nhập của anh rất là khủng đó. Thì trước đây có rất nhiều các cái hệ thống tài khoản, chúng ta nhìn thấy được là có những người copy dựa trên các cái tài khoản master rất lớn, có những người tài khoản master rất nhỏ. Nhưng để đánh hai phong cách, tài khoản nhỏ và tài khoản lớn đều có một cái phong cách và tâm lý khác nhau. Có những người chỉ đánh được tài khoản nhỏ, nhưng có những người chỉ đánh được tài khoản lớn, ví dụ như vậy. Do vậy mỗi một người là một cái chiến lược. Cái từ đó là gì ạ? GFX đưa ra những cái chiến lược. Mà ZuluChay họ cũng có một cái chiến lược. Follow Me họ cũng sẽ có một cái chiến lược riêng. Và MT5 chắc chắn họ có chiến lược, các cái vấn đề lãi suất hấp dẫn rồi, các vấn đề về PR marketing, quảng cáo rất nhiều. Đặc biệt là cái mô hình quản lý, nếu trong trường hợp chúng ta không kiểm soát được vấn đề quản lý, các vấn đề đi lệnh, đúng không ạ? Có những lúc chúng ta phải gồng lệnh, gồng lỗ. Mà ông nào không gồng lỗ là ông nói sai. Mà ông nào không gồng lãi ông cũng nói sai. Tức là vấn đề quản trị mà thôi. Còn việc giao dịch thì sao ạ? Bollinger Band, Ichimoku, hay tất cả những cái mô hình của RSI, ADX, Stock Chartic, cũng như là các nến mẹ, cũng như Price Action, thì trước sau các bạn cũng sẽ học được. Và với kinh nghiệm thì năm này sẽ tốt hơn năm sau, năm trước. Năm nay tốt hơn năm trước. Kinh nghiệm nó cứ dày dần. Ai càng làm lâu chúng ta càng biết về tài chính nhiều. Đúng không? Không có chuyện nói anh giỏi hơn tôi hay là anh kém hơn tôi. Bởi vì cái mô hình của ADX, RSI, Bollinger Band thì tôi cũng học cũng thế, mà các bạn học cũng thế. Trước sau cũng chỉ có một cái lý thuyết đó thôi. Bollinger Band gồm 3 đường, đúng không ạ? Đường trên, đường giữa và đường dưới. Các cây nến nằm ở trong các cái đường này và nó vượt cản và phá cản, cũng như là kết hợp với Ichimoku thì nó sẽ tạo ra một cái mô hình dự đoán trong tương lai. Tất nhiên khi có tin tức thì nó chả theo một cái mô hình của phân tích kỹ thuật nào cả, mà nó phá, nó đi 1.000 pip hay đi 100 pip, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta phải theo dõi. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy có những cái lúc mà nếu ngược hướng của những cái tài khoản từ cái vùng 1.32 mà xuống hẳn cái vùng 1.14, nó đi rất là khủng khiếp, đi rất nhiều, nó rơi vào 1.8 pip, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được các cái con đường nó đi, nó đổ đèo mà chúng ta không kiểm soát được vấn đề cắt lỗ, chốt lời, thì chắc chắn là những cái tài khoản to cũng bay chứ không phải là tài khoản bé. Do vậy là nó khác nhau ở vấn đề kinh nghiệm xử lý tất cả những cái tình huống mà thôi. Vậy thì cái chủ đề là vì sao cái tài khoản copy nó chết chùm, đúng không ạ? Đó chính là cái bản chất của vấn đề. Bản chất của vấn đề đó là chết chùm vì sao, đúng không ạ? Chết chùm. Thì đơn giản nhất đó là gì ạ? Là vận hành một cái tài khoản copy sai chiến lược. Cũng không hẳn là gì ạ? Người ta vận hành sai, hay là cái tỷ lệ phần trăm của họ bị kém, không phải như vậy. Chúng ta không đánh giá ở cái phần trăm này, cái này là quá tốt rồi. Nhưng có những đội họ đánh phần trăm, ví dụ chiến lược đợt này, đúng không, họ sẽ bị hỏng khoảng 4 cái tài khoản, cái tỷ lệ phần trăm họ của họ bị hỏng -53% chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà gì, họ sẽ có những cái thành viên họ đã cắt ở các cái giai đoạn khác và họ nạp tiếp vào, thì cái này nó đánh giá, thì cái này nó không phải là cái việc mà, tất nhiên hình ảnh này là đẹp rồi, nhưng cái hình ảnh như thế này thì cái chiến lược, ví dụ 20 tài khoản họ bị lỗ, không có nghĩa là 20 tài khoản khác họ không bị lỗ, hoặc là bị lỗ. Tức là giai đoạn 1 thì lỗ, sau đó họ nạp tiếp, họ sẽ có được giai đoạn 2. Mặc dù chiến lược như nhau, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tỷ lệ lỗ của cái tài khoản đó copy được 20%, họ dừng lại, sau đó họ theo tiếp tục. Và cái số phần trăm dừng lại đó thì họ sẽ nhân lên dựa trên cái việc nạp tiếp của cái tài khoản copy trade. Giống như ở tài khoản này, trong trường hợp 500 đô lên 644, họ rút 144 ra, sau đó là gì ạ? Đánh lên hoặc xuống 300 đô, người ta phải dừng lại và người ta nạp tiếp vào để cho hoa tiêu giai đoạn 2 họ phát triển.
Vậy thì sai chiến lược copy là nó sẽ dẫn đến chết chùm. Thứ hai nữa là không có bộ phận quản trị rủi ro. Đó, đây là cái nó liên quan đến vấn đề chết chùm. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ thấy được là không có điểm vào. Đây là chết đầu tiên, chết đầu nước, đúng không? Không có điểm vào. Thứ tư nữa là không biết điểm ra. À. Thứ năm đó là gồng lỗ. Đây là chết toi này, gồng lỗ. Chúng ta thường có cái quan niệm là gồng lỗ chứ không gồng lời. Có những người lời thì lại cắt ngay nhưng mà lỗ thì lại không cắt. Do vậy là gồng lỗ là khéo theo cái chết chùm. Do vậy là nhà đầu tư sợ lắm. Nhìn thấy họ sợ và họ không có điểm để thoát ra. Đó chính là cái vấn đề về chết chùm. Thế thì từ đó chúng ta mới biết được là TPG, GFX đưa ra các giải pháp quản trị nhằm hỗ trợ nhà đầu tư an toàn. Và cũng nói luôn là cái này nó không phải là cái mới, cái này nó không phải là mới. Có rất nhiều đơn vị làm rồi, đúng không? Có rất nhiều đơn vị họ đã làm rồi. Không chỉ riêng gì TPG, rất nhiều đơn vị đã làm rồi. Và cũng rất nhiều các đơn vị phá sản rồi, cũng rất nhiều đơn vị đốt rồi, đúng không? Đốt rất nhiều. Thì đây là cái yếu tố mà chúng ta phải hiểu được là sự vận hành của nó. Nó không mới. Cái điều này nó không mới. Lãi kỳ vọng có những người nói là tôi chỉ cần 5% một tháng hoặc 3% một tháng còn lại cho anh hết, đúng không? Anh không làm được. Nhưng thực tế là gì họ không có một cái bộ phận quản trị rủi ro, lập tức là gì xuống sông xuống biển. Các vấn đề no loss system và các vấn đề này nó không phải là đến vào ngày 1, ngày 2 đâu ạ, không phải đến ngày 1 và ngày 2, không phải như vậy. Chúng ta đã biết được là GFX tiền thân, GFX tiền thân từ Richie Fund và từ các vấn đề về Tech Real Capital ở Tây Sơn ấy, Tech Real Capital. Với một cái hệ thống no loss system, đúng không? Với một cái hệ thống no loss system. Và vẫn phát hiện từ ngày xưa hedging system. Và nó tiền thân từ rất là lâu, đúng không ạ? Cách đây 3 năm nó rơi vào 2017. Thì trước đấy là từ 2014 Richie Fund đã đưa ra rất nhiều các lý thuyết về quản lý quỹ của Richie Fund. Không phải tự nhiên là chúng ta ra được GFX ngay bây giờ, cũng không phải là bây giờ mới làm. Đó. Và cái vấn đề ở đây đó là quản lý quỹ với cái đa dạng nền tảng, với nhiều nhóm chơi. Đó chính là những cái câu chuyện. Thế nhưng bây giờ thì thay đổi, cái vấn đề là thay đổi với GFX là copy trade để nhân bản và tránh chết chùm, tránh được cái chết chùm. Vậy thì nếu trong trường hợp anh đổ trứng vào một giỏ thì đương nhiên là chết chùm. Do vậy là việc bộ phận quản trị rủi ro họ sẽ phải làm được các cái vấn đề để chúng ta kiểm soát được với cái mốc kỳ vọng. Thế thì có rất nhiều người mới đánh trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm họ lên quỹ. Không phải, đúng không ạ? Tôi cũng có thể nói rằng là trước đây khi mà chúng tôi phát triển các cái hệ thống thì chúng tôi chỉ làm một trader thôi. Đúng không ạ? Đây là một trader. Sau đó vừa giao dịch cộng với tìm kiếm khách hàng thì người ta gọi là introduce broker. Đó chính là người tìm kiếm khách hàng mà các bạn hiện tại đang nhận được rất nhiều các cuộc điện thoại của các nhân viên mà ngày xưa tôi đã đào tạo hàng nghìn nhân viên. Đúng không? Sau đó các thế hệ F1, F2, F3 đúng không? Họ mong muốn là các quý khách hàng giao dịch và có số lot cho khách hàng lập tức là IB nhận hưởng commission và hoa hồng. Ngày một khó khăn hơn thì
họ phải làm rất nhiều các chương trình chiến lược marketing, đúng không? Ví dụ như là marketing thông qua Telegram, thông qua fanpage, website. Trước đây thì chủ yếu là telesale, có số cái gọi điện thì nói chuyện về nhà đầu tư, nói chuyện về đầu tư gì, vốn ít thì là khách hàng ok anh sẽ đầu tư. Nhưng bây giờ marketing thông qua telesale thì cũng rất là khó khăn, họ phải có rất nhiều các cái phương pháp làm nhóm, lập ra đội, lập ra nhóm, rồi live stream, rồi đọc lệnh, rồi đưa ra các kết quả. Từ đó là gì ạ? Marketing nó khác biệt. Sau đó bắt đầu mới lên đến quản lý quỹ, thì quản lý quỹ thì cũng có rất nhiều quỹ mà người ta bơm tiền cho các cái ekip đánh, giao dịch. Sau đó là gì ạ? Vận hành một quỹ cá nhân, đúng không? Tức là tài khoản bằng tiền của chúng ta, tiền cá nhân, rồi tiền của rất nhiều người góp vào, đầu tiên là người thân đó, đúng không ạ? Thế sau đó mới phát triển được cái khách hàng lạ, thì thông qua đó gọi là quản trị rủi ro của UX. Thế thì khi mà mình có một cái sai sót, lập tức là gì ạ? Kiểm soát thông qua tâm lý, thì toàn bộ cái việc mà mình chịu trách nhiệm trước cái hành động, hành vi của giá và đặt lệnh, đây là cái yếu tố rất quan trọng để mà chúng ta xem được là chúng ta thắng hay không. Bởi vì khách hàng lúc đấy ngớ người ra, đúng không? Mở ra tài khoản nó bay rồi. Đấy, do vậy là bộ phận quản trị rủi ro rất quan trọng. Thì GFX với một cái mong muốn rằng là chúng tôi đã có 15 năm làm trader, rồi làm IB, rồi thực hiện các chiến lược marketing, sau đó quản lý quỹ cho những cái tổ chức, rồi cho những cái cá nhân góp vốn. Rồi có những người rất là giàu có làm bất động sản, đúng không ạ? Giao cho tôi mười mấy tỷ để đây coi như là quỹ của anh và em giao dịch đi, em đánh đi, đúng không ạ? Cũng có những lúc phải làm như vậy. Nhưng biện pháp cuối cùng nó chính là kiểm soát quản trị rủi ro. Bởi vì sao? Trong cái ngành sản xuất người ta nói rằng tôi chỉ cần 2% là cho anh hết. Cái điều gì sẽ xảy ra là khi mà 2% mà chúng ta không phải làm gì cả, cũng như là giữ được cái gốc của mình, đấy là hạnh phúc quá tuyệt vời. Ngoài ra lại có rất nhiều các cái tư tưởng, rồi lùa gà, rồi chào, rồi chat, gạ gẫm mở tài khoản để tự đánh. Tự đánh làm sao được ạ? Không thể tự đánh được. Tự đánh bay tài khoản ngay, còn tín hiệu mà giỏi được thì cũng căng. Tôi mà có tín hiệu thì tôi đánh chứ làm sao mà tôi phải mở tài khoản. Đó, tín hiệu cũng rất khó. Thế nhưng thực chất không phải như vậy, mà thực chất đó là quản trị rủi ro. Bởi vì sao mà đặt một lệnh như nhau, đúng không? Đặt một lệnh như nhau. Bây giờ tôi đặt một lệnh buy hay sell, đúng không? Bây giờ tôi nhìn thấy tín hiệu đây, tôi buy hay tôi sell ở đây, đúng không? Thì có hai trường hợp xảy ra, một là lên, hai là xuống. Thì tôi hơn mọi người ở cái kinh nghiệm là gì, tôi nói thì xuống thì nó nhiều hơn. Tuy nhiên mà vẫn chết, nếu trong trường hợp mà tôi không cắt được thì đang xuống nó vù lên thông qua một cái tin tức rất tốt của một cái cặp bảng Anh này chẳng hạn như vậy. Nó đang rất xấu tệ, đúng không? Nên nó lên. Thì đấy là những cái mà chúng ta không thể lường trước được thị trường. Do vậy ông nào thắng hay không là chủ yếu là do là gì ạ? Quản trị được cái rủi ro. Vậy bộ phận quản trị rủi ro được thiết lập để làm gì ạ? Kiểm soát toàn bộ tình hình. Và bộ phận quản trị rủi ro này nó phải đặt ra cái câu hỏi là đúng thì làm gì, đúng không ạ? Đây là yếu tố đầu tiên, đúng không? Vào lệnh đúng thì làm gì? Rất hay. Thì người ta bảo là đúng thì chốt thôi, nhưng làm gì? Bảo chốt như thế, chốt bé quá thì sao, đúng không ạ? Chốt bé quá thì sao mà chốt mà không kịp ấy, đúng không ạ? Thì nó lại ngược lại trở thành sai, đúng không? Đây là cái yếu tố quan trọng nhất trong quản lý vốn. Và sai thì làm gì? Đấy, đây là hai cái câu trả lời quan trọng nhất trong bộ phận quản trị rủi ro. Đúng thì làm gì và sai thì làm gì. Thế thì từ đúng bắt đầu chúng ta mới nhìn thấy quản trị rủi ro nó sẽ làm như sau này. Một là đúng thì nhồi tiếp. Ví dụ nhồi tiếp lệnh, ví dụ đang buy đúng, đúng không ạ? Ví dụ như đang buy đúng. Đang buy mà đúng. Thế bây giờ tôi hỏi là có buy tiếp hay không? Có nhiều người bảo đúng thì thôi cứ để thế thôi, đúng không ạ? Nhưng người ta lại bảo là phải nhồi tiếp. Bài bạn lại đúng tiếp. Lại bài. Ví dụ như vậy. À, như thế này com lót tha hồ thích nhá. Ví dụ thế. Thế sai, bây giờ sai thì làm gì, đúng không ạ? Đây là sai làm gì? Sai thì ví dụ đang mua thì mua tiếp. Ví dụ bình quân giá là chết, đúng không ạ? Hay là bán tiếp bình quân giá, à, liệu có chết hay không? Sai thì làm gì? Rồi, tiếp theo nữa là sai vẫn sai. Đúng không ạ? Hay là sai rồi đúng? À, đây là cái câu trả lời sai rồi đúng. Ví dụ như vậy, sai sai rồi đúng. Thậm chí là sai sai rồi đúng.
sai sai rồi đúng, đúng không ạ? Sai sai rồi đúng. Và tiếp theo là nó gì ạ? Sai sai rồi đúng, đúng không ạ? Đây là chúng cái mà chúng ta sẽ phải đưa ra các giải pháp, đúng không ạ? Từ cái việc là đúng thì làm gì, sai làm gì, đúng không ạ? Sai sai rồi đúng thì chúng ta làm gì, đúng không ạ? Thì đây bộ phận quản trị rủi ro họ đưa ra các giải pháp, đúng không ạ? Rồi ngoài ra, đúng không ạ? Từ cái việc này, đúng không ạ? Buy đúng, đúng không ạ? Sai đúng, đúng không ạ? Nhồi đúng không ạ? Có những người thì đúng rồi, có những người đúng nhưng mà không dám mua nữa, đúng không ạ? Đúng nhưng không dám mua nữa. Hoặc không dám bán nữa. Đúng không ạ? Từ cái việc là đúng không dám mua tiếp. Sai thì lại gì ạ? Vào. Nó vậy bộ phận quản trị rủi ro nó đưa ra các giải pháp để cho các nhà đầu tư tránh bị chết chùm. Đúng không ạ? Và tổng hợp được các giá trị của việc SL và TP. Khi nào thì họ dừng. Đúng không ạ? Bộ phận quản trị rủi ro là như vậy. Sau đó quản trị rủi ro đưa ra các mô hình đúng và sai và hành động khẩn cấp. Không thế làm sao TBG có đông khách hàng được quý vị. Không thế làm sao mà TBG gì ạ? Bảo ăn tục nói phét thì chết. Đó. Do vậy là gì ạ? Bộ phận quản trị rủi ro. Khách hàng thua mà vẫn vui, bởi vì sao? Họ thừa biết rằng là đó có bộ phận quản trị rồi. Nếu không trả ngay thì có mà gì ạ? Chết. Và để làm được cái việc này, chúng ta đọc thêm vào cái mục là quản trị rủi ro .com.vn, quản trị rủi ro .com.vn. Quản trị rủi ro .com.vn. Thì tôi xây dựng những cái thông tin và các cái vấn đề về thực chất trong quản lý quỹ, đó chính là quản trị rủi ro mà thôi. Nó nằm ở trong chứng khoán cũng có, các bộ phận bất động sản định giá hay là ngân hàng hay tất cả mọi cái là cái bộ phận này rất quan trọng, định giá đó. Mà định giá sai hay là quản trị rủi ro sai nó dẫn đến lái xuống sông xuống biển hết đó. Các nền tảng đau lót như vậy. Thế thì khi mà mình hiểu được cái vấn đề này, lập tức là gì ạ? Chúng ta thấy được cái bộ phận quản trị rủi ro nó đưa ra các quyết định cuối cùng là dừng lại để làm lại. Nó không phụ thuộc vào cá nhân nào cả, đúng không? Vì nó chịu trách nhiệm chứ, ban quản trị là như vậy. Nó độc lập với vấn đề nhân viên, ví dụ nhân viên là mãi đi làm, đúng không? Nhân viên người ta chỉ biết sale thôi. Khách hàng tôi đem đến cho cho phòng đầu tư, cho phòng giao dịch, cho năm cái ông team Azura này, Hà Nội Trader, Pip Trade, Sài Gòn Trader, nó đưa nó 5 team, đúng không ạ? Tôi chỉ biết như vậy thôi. Thế mà các ông cho xuống sông xuống biển là nguy hiểm, đúng không ạ? Nó độc lập với nhân viên, độc lập với nhân viên. Nhân viên thì độc lập. Không quan tâm vấn đề lỗ lãi. Bởi vì họ rất mệt. Họ mở mắt ra họ thấy được các tài khoản của các khách hàng họ đem về thì bị thua, lập tức là gì ạ? Họ bảo là các ông đánh như shit ấy, đúng không ạ? Ví dụ thế. Cái thứ hai rồi là đặt ra câu hỏi là tại sao lỗ mà các ông không cắt, đúng không ạ? Còn tiền thì làm lại được, cái tại sao cố gắng bảo thủ như vậy. Thế do vậy nó độc lập với trader. Nhưng thực ra trader thì lại khác, trader độc lập với trader. Trader là người vào lệnh và người ta bảo thủ. Người ta rất mong muốn cái vấn đề về người ta phải đúng và người ta hả hê với điều đấy. Người ta thích, người ta sướng, đúng không? Vào lỗ. Nhưng thực ra là già, sướng hôm nay nhưng là thị trường nó ru ngủ để ngày mai nó đập chết. Đúng không? Và tin tức như vậy. Và cái này, câu chuyện là luôn luôn có khả năng đó xảy ra bất kỳ một tài khoản nào đó. Ví dụ tài khoản ông già đầu tư, ông già triệu đô hay Pip Compare hay là TCN Asia. Đúng không? Có 6 đến 8, 10 tín hiệu. Tôi đầu tư Asia, tài chính ngân hàng Asia, rất nhiều các cái tín hiệu của các cái nền tảng Zulu Trade mà chúng tôi có thể copy cho quý khách. Robot Trade, đúng không? Ai tin vào robot, đúng không? Lúc đang ngủ, chúng ta không có bộ phận quản trị rủi ro, cái mở mắt ra cái là bay robot, đúng không? Robot thì sai gây thì ăn, nhưng mà cái sóng đi của 100 pip trở lên đã đai rồi, 1000 pip còn đai nữa. Đó là bộ phận quản trị rủi ro,
nó sẽ đứng độc lập với các trader để giải quyết các vấn đề bảo thủ, các vấn đề về cờ ngoài bài trong ấy, ông ấy phải soi, phải xem. Thế do vậy là cùng mà đưa ra đúng thì làm gì, sai thì làm gì để cố vấn cho ông trader. Vậy trở lại cái câu hỏi ban đầu đó là gì ạ? Cái vấn đề về chết chùm này là cái yếu tố có thật, có thật. Yếu tố này là có thật. Và nếu không kiểm soát thì bất kỳ kể cả GFX hay là tiền nhiều như ngân hàng còn đai, tiền nhiều như các quỹ của các tỷ phú còn đai cơ mà, đúng không? Quản trị sai, mua dầu, đúng không? Quỹ bên Singapore ấy, cứ mua dầu ở mầm ấy, đúng không? Quả này là phải ăn to. Tất nhiên nếu đúng thì sao ạ? Thì ăn lại đậm. Nhưng dầu nó về trạng thái âm, đúng không? Quỹ nó rời cũng chết, đúng không? Do vậy không cắt lỗ là chết, không đứng dậy phủ đít đi về. Nó giống như cờ bạc, đúng không? Đánh cứ gỡ 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 thế là thôi nó bào mòn, đúng không? Răng không còn nữa. Thế do vậy là gì ạ? Cái này không phải ai đúng ai sai cả, cũng không ai oách gì cả. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái bộ phận quản trị rủi ro. Tại sao nó như là một cái phanh, bộ phận quản trị rủi ro nó giống như là một cái phanh khi mà chúng ta cua một khúc cua trong tay áo, cua tay áo, giống như bộ phanh trên một cái con đường, trên cái cung cua, mà cái đường đó lại là khúc cua tay áo. Mà vớ vẩn là lật xe, đổ sông xuống biển hết, đúng không? Thế nhưng nếu hạ về cái tốc độ, hạ tốc độ, mặc dù đích thì về chậm thôi, đích về chậm, nhưng an toàn. Còn để lật rồi thì làm sao về nữa, lật rồi là chỉ có cẩu ấy, chỉ có nạp tiền thêm. Thế do vậy là tôi cũng luôn luôn đào tạo và hướng dẫn các bộ phận quản trị rủi ro để họ hiểu được. Và có rất nhiều bài về phân tích về quản trị rủi ro, đúng không? Trong GFX để quý khách hàng có thể yên tâm để tiếp cận. Và hy vọng rằng chúng tôi đưa ra các cái mức lãi suất thì chúng ta liên lạc với GFX. Alo 0987732228 và lãi suất thật sự, đúng không? Chúng ta cũng vào các cái website của Nguyễn Quang Học. .vn đó. Để chúng ta có thể là tham khảo cũng như là các bài viết của tôi. Đó, Nguyễn Quang Học .vn. Để lại lời nhắn ở Zalo 0987732228 hay là vào các Facebook để cùng bàn bạc về đầu tư. Đó, Facebook của tôi đây. Chat và comment để chúng tôi chăm sóc quý vị và đưa quý vị vào GFX đầu tư an toàn, no loss system. Nhưng cái này hay một cái là vốn bao nhiêu cũng được, đúng không ạ? Cái này hay một cái là cái này không phải tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ không phải, mà vốn rất ít. Nó có thể bắt đầu từ 500 đô hay 1.000 đô hay 10.000 đô, nó rất đơn giản thôi. Mà đầu tư gì bây giờ, 1.000 đô bây giờ, chả có gì cả. Đầu tư an toàn. Các bộ phận sẽ chăm sóc quý vị và đưa ra các cái history lịch sử rồi các vấn đề về tài khoản, đúng không? Thế từ đó, đúng không? Chúng ta mới biết được rằng là không phải gì chúng ta giao dịch theo một cái tín hiệu đơn thuần, anh đánh rồi tôi theo, anh theo rồi tôi đánh, hay là đánh là mầm, đúng không? Không phải thế, mà nó là một cái ekip thực hiện, sai phát nó cảnh báo luôn. Đó chính là quản trị rủi ro. Bởi vì cái trader này tôi làm lâu rồi, 15 năm nay quánh rồi, 15 năm nay đánh đấm các thể loại. Sau đó là gì, đánh chán rồi, đúng không ạ? Đánh thua cũng có, đánh lãi cũng có, đúng không? Thua thắng, thắng thua. Sau đó làm IB để kiếm rất nhiều người đánh vào thì mình có hoa hồng, commission ấy. Làm mãi rồi xong đến làm marketing, đúng không? Làm chi chít rồi, không có thị trường coi là làm marketing. Sau đó là quản lý quỹ, có những người ta giao cho mình các cái quỹ triệu đô để quất, để đốt. Nhưng không phải, quản lý quỹ đâu phải anh vào đốt là đốt được đâu. Cho anh đốt cũng không đánh, có khi là bảo đánh thua đi, thị trường nó còn bật ngược lại. Ví dụ đang vào sell vàng đi, thế là mình bảo sell vàng, cứ tưởng là như sell là nó lên. Nhưng ai ngờ sell nó đúng thật, muốn đốt cũng khó đốt. Bởi vì sao thị trường nó hai chiều, bây giờ nhắm mắt lại nói và buy và sell. Thế thì lúc thị trường phiên Mỹ đấy, bài một cái tự nhiên nó lên, sell một cái tự nhiên nó xuống,
đôi khi mình đánh như thế nó lại đúng. Do vậy đô và hải đốt là đốt được không? Nhưng cái quan trọng nhất là những anh mà làm ẩu như thế thì sớm hay muộn mà thôi. Còn cái việc mà hôm nay đoán thì nó chỉ là mang tính chất đỏ đen. Cái gì? Cái vấn đề ở đây đó chính là quản trị rủi ro cho khách hàng. Và thông qua video này thì tôi có nhắn gửi đến các cái khách hàng của tôi là không phải ZFX vận hành dựa trên cái yếu tố là buy sell. Thị trường có cái gì đâu mà, đúng không? Nó chỉ là buy và sell thôi. Nó là quản trị vốn là chính. Cái đầu là quản trị vốn chứ không phải là buy sell. Nó không đơn thuần là buy sell. Buy sell thì ai cũng có thể làm được. Thì hy vọng rằng cái video này giúp cho các quý khách hàng hiểu rõ được các cái nền tảng copy trade tại ZFX, cũng như là các vấn đề về chết chùm, đúng không ạ? Khách hàng bảo chú cho anh vào chết chùm cả lũ này, chết bỏ mẹ. Đó. Khách hàng lại bảo là đúng lúc chị vào thì chết, đúng không ạ? Đó, có những trường hợp như vậy, đúng cái lúc đấy thì vào thì bị cắt lỗ, nhưng mà chúng ta phải làm lại. Nhưng mà bình thường thì 3-4 tháng thấy lãi thì vui lắm, đúng không ạ? Vừa mở tài khoản cái thì lỗ luôn, ví dụ như thế. Thế thì các lớp khách hàng, các vấn đề đấy, nó vấn đề là gì ạ? Chiến lược long term, đó là chiến lược dài hạn. Và chúng ta phải đưa ra các chiến lược long term và short term. Từ đó không phải riêng là gì ạ? Cái việc mà chúng ta giao dịch dựa trên các yếu tố buy sell, đánh hôm nay buy mai ăn, là vui, hả hê, ngày mai sell cắt lỗ là không buồn, không hả hê. Mà chúng ta có một cái bộ phận quản trị rủi ro cho tài khoản của chúng ta, bất kể là dạng tài khoản lớn hay nhỏ thì đều được take care như nhau. Chứ không phải là vốn của anh nhiều thì anh được take care nhiều, không phải. Đó là nền tảng. Đó, đó là sự quản trị. Do vậy bộ phận quản trị trong ZFX nó được đánh giá là một trong những cái mà tôi rất quan tâm, chứ không phải là cái việc là phân tích kỹ thuật quan trọng. Ngay cả các bộ phận trader của Azura cũng như là Hà Nội Trade và Việt Trade, tôi thường xuyên có những cái thông tin để họ xin tuyển dụng no loss. Đó. Thường xuyên. Nó khác với marketing, nó khác với lại đi tìm kiếm khách hàng, nó khác với toàn bộ. Nhưng mà trader họ chỉ muốn là giao dịch và họ ngồi lì một chỗ và họ đánh. Đúng không ạ? Tuyển dụng suốt ngày, đúng không ạ? No loss system tuyển dụng rất suốt ngày. Đúng không ạ? Team sell, team trader. Đúng không ạ? Các vấn đề tuyển dụng. Các vấn đề đi học từ ngày xưa đến giờ, đúng không ạ? Các hình ảnh đi học từ ngày xưa đến giờ. Tuyển dụng thì đơn giản lắm, đúng không ạ? Nhưng cái vấn đề bộ phận rủi ro thì phải được kiểm soát rất nhiều. Các bộ phận, các máy móc rất là khủng khiếp, đúng không? Rất nhiều. Đó, các cái team sell, các vấn đề về trade, kinh khủng khiếp. Thế cái việc này đã làm qua rất nhiều rồi, kinh qua nhiều năm rồi. Nhưng đến bây giờ tôi tập trung chú trọng vào vấn đề gì ạ? Phải quản trị được tiền của mình. Thì luôn luôn phải có cố vấn rủi ro, quản trị rủi ro. Thế do vậy quý khách hàng khi mà có tài khoản của ZFX Asia, khi có tài khoản copy trade rồi, không phải là cái việc buy sell đâu ạ. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là cái vấn đề buy sell, thì không phải. Đó chính là quản trị rủi ro. Quản trị khách hàng kể cả 500 đô cũng phải được đối xử như anh 500.000 đô vậy. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải hiểu được. Là các ekip, các sự vận hành. Và đến khi mình quản trị rủi ro được thì tôi chắc chắn rằng là khách hàng rất là đông. Thậm chí là gì ạ? Quá đông. Vì họ hiểu bản chất. Chứ không phải là cái đơn giản là tôi đánh và anh theo. Không phải thế. Đánh thì hôm nay đánh thắng, mai thắng đánh thua chứ. Đúng không ạ? Nay đánh thua, mai đánh thắng, cứ đều. Nhưng khách hàng không phải như vậy. Khách hàng không cờ bạc. Khách hàng họ mong muốn là có một cái lộ trình và có cái cách để họ làm. Thế từ đó là gì ạ? Các cái team cũng như là đưa ra các cái giải pháp. Tôi hy vọng rằng khách hàng đã hiểu. Và có những câu hỏi thì đừng ngần ngại Zalo với chúng tôi, cũng như là đưa ra các giải pháp cùng với ekip. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.